Hi, Lillian here with the Daftarian Group, and welcome to 2889 Way Lane in Corona Del Mar. Cái nhà 2889 Way Lane ở Corona Del Mar nó cũng tên là CDM luôn. Ở đây nó có 4 phòng, 3 cái cầu tiêu, 2 cái half bath ở đây. Nó khoảng 4.700 square feet. Cái nhà này nó ở trong cái hàng xóm, nó gọi là China Cove. China Cove nó có khoảng 37 nhà custom home ở đây. Mà ở đây á, hồi xưa đó, cái tên China Cove nó có là tại vì hồi xưa khoảng đời 19, 29 á, có cái gia đình á, làm cái nhà ở đây nó gọi là cái China House. Cái hồi xưa đó là cái ông William Lindsay á, vợ của ông thật là thích cái kiểu nhà ở hồi đi qua China đó, bởi vì qua bên Mỹ xong rồi làm cái nhà ở bên China Cove, xong rồi khoảng đời 1980 á, nơi người ta phá xuống xong rồi làm hết, bởi vậy mới có cái tên là China Cove. Cái nhà ở đây á, nó ngay cái biển, hồi vô cái Newport Harbor á, cái nhà này là cái nhà lần đầu á, hồi mình nhìn qua bên tay phải. Nhiều người jet ski, xong rồi cái yacht ở đây vô ra nhiều lắm. Bây giờ mình bắt đầu mình coi cái nhà. Cái nhà này á, cái người chủ á, nó làm 6 năm remodel. Cái nhà này nó mới làm xong last year á, người ta, cái người chủ bỏ vô cái island thật là bự, là 16 feet luôn, đẹp lắm. Mà cái nhà này á, nó làm bỏ vô cái bedrock, cái cục đá thật là bự ở trên cái núi, xong người ta làm cái build cái nhà ở trên. Chút xíu nữa mình coi, bây giờ mình bắt đầu coi hết cái nhà. Bây giờ ở đây cái nhà này nó có cái courtyard, mình mở hết cái sliding door á, bởi nó giống cái feel giống như mình ở trong với ngoài nhà luôn, mà nó mát lắm. Mà được một cái là tại cái courtyard ở đây, xong phòng khách, bếp, rồi mấy cái phòng ngủ á, nó thật là nhiều natural light vô cái nhà lắm. Bây giờ mình coi mấy cái phòng ngủ nha. Này, cửa đây đi vô nhà. Cái nhà này á, nó có cái gara mà được 3 cái xe luôn. Ở đây á, Corona Del Mar á, nó thật là khó kiếm chỗ đậu xe, bởi cái nhà này nó có cái gara mà giữ được 3 cái xe luôn. Xong rồi nếu có khách tới nó cũng có chỗ đằng trước để cho người ta đậu xe luôn. Bây giờ mình coi mấy cái phòng. Cái này là phòng này á, là cái phòng guest bedroom á, nó cũng có cái en suite, cầu tiêu với phòng tắm ở trong đây luôn. Mà thật là nhiều natural light vô nhà, không cần bật đèn. Cái này là cái powder room. Cái này là phòng giặt. Còn cái guest bedroom này á, là nó cũng, mình đi vô đường này với mình vô đường cái courtyard luôn. Vậy nó có thật là nhiều natural light mà nó vô cái nhà. Cái phòng này nó cũng có walk-in closet, với nó cũng có cái cầu tiêu, xong rồi phòng tắm luôn. Cái nhà này nó cũng có cái office, bởi nếu muốn làm việc cái nhà thì mình làm trong phòng này. Bây giờ mình đi coi cái master suite. Cái phòng master suite này á, mình mới bước vô cửa là có cái closet thật là bự. Còn cái đây á, là cái bathroom, nó cũng có cái tub ở đây luôn. Xong rồi cái này là cái master suite. Cái master suite này á, nếu mình nhìn ra cửa ngay đây á, là mình thấy được cái biển luôn. Nhiều người nói cái nhà này hồi cái nhà thật là bự, nó thật là đẹp, ngay biển, custom home. Nhưng mà tại sao người ta trả 18.500.000 để ở đây? Người ta ở đây là tại vì cái lifestyle Newport Mesa Unified School District, trường học ở đây thật là tốt. Mình đi lên cái street nó chỉ ngay đường PCH, ở dưới cái đường Ocean Boulevard. Ở đây nó có cái village, nó có grocery store ở đây, nhà hàng, shopping center. Còn nếu mình muốn đi lái đâu, cái chỗ nào cũng gần hết. Mình có Fashion Island để đi shopping, xong rồi mình có Crystal Cove, nó có mấy cái nhà hàng ở bên đó luôn. Xong rồi mình có Nobu, xong rồi nếu mình không muốn ăn đồ Mỹ ấy, thì mình có đồ ăn Việt Nam. Từ đây đến đó ở Little Saigon khoảng 20 phút thôi. Bây giờ mình đi coi dưới lầu. giờ mình đang ở phòng khách ở dưới lầu. Cái phòng khách này á, nó có cái bar. Hồi nãy á, tôi nói là có cái nhà này á, nó build vô cái cục đá thật là bự. Cái cục đá đang ngay đây nên mình thấy được luôn. Bây giờ mình đi coi cái view. Bây giờ cái này là cái nhà 2889 Way Lane ở Corona Del Mar. Mình á, cái Daftarian Group mình bán thật là nhiều nhà ở đây ở CDM với Newport. Bởi vậy nếu muốn mua hay là bán nhà đó thì gọi hay là text, cái gì cũng được hết. Bây giờ cảm ơn. Thank you so much for watching.